Good morning, Trí Liêm xin thân chào các bạn thân mến. Hôm nay Trí Liêm xin giới thiệu với các bạn khu dân cư ở Melbourne, Australia. Khu dân cư này thuộc gần ở trung tâm thành phố Melbourne. Các bạn thân mến, ở Melbourne, khu dân cư có hai cái dạng sau đây. Thứ nhất là những khu dân cư gần trung tâm thành phố, và thứ hai là những khu dân cư ở vùng ven. Các bạn thân mến, những khu dân cư ở gần thành phố thì trước đây người ta đã thiết kế từ lâu đời rồi, tức là từ khoảng chừng năm 1845-50. Do đó những cái khu này rất là cổ và những cái khang căn nhà cũng rất là liền kề các bạn ạ. Và đặc biệt những khu dân cư này thuộc diện những cái nhà phố mà mang cái tính cách gọi là tính cách lịch sử, tiếng Anh thuộc diện về những cái khu nhà gọi là heritage. Heritage tức là những khu nhà này khi chúng ta mua nhà ở Úc thì cũng phải chú trọng có nhiều cái yếu tố các bạn ạ. Những cái khu nào mà chúng ta có thể mua và chúng ta có thể sau này không muốn ở thì đập bỏ để xây nhà mới vân vân. Thì đó là cái sở thích của những người muốn xây nhà mới sau khi không thích ở căn nhà cũ của mình. Tuy nhiên các bạn cần lưu ý một cái điểm ở đây là có những khu dân cư mà chính quyền thành phố thực hiện đưa vào những cái diện gọi là về lịch sử, thì những cái dãy nhà như thế thì chúng ta vẫn bảo tồn không được, chúng ta không được xây lại mới theo cái ý chúng ta một cái ngôi nhà mới nha các bạn. Đó là đặc biệt. Còn ở quê mình là khi muốn xây nhà mới thì chúng ta chỉ cần đập bỏ nhà cũ xây nhà mới là cái chuyện bình thường. Nhưng ở đây những cái khu như cái căn nhà này các bạn thấy là nó lâu đời, có thể là trên trăm năm, nhưng mà khi mua thì cứ những khu này nhà này thì người ta giữ nguyên cái trạng thái này, không được đập để xây mới cái kiểu mới của nhà kiểu mới được. Đó là cái quyền của cái thành phố các bạn ạ. Các bạn biết rằng nếu chúng ta muốn thích sửa chữa thì chúng ta cũng chỉ là sửa chữa là đúng cái mẫu cũ và thay đó là những vật liệu mới và thôi, chứ chúng ta không được xóa bỏ cái mẫu cũ này mà xây theo cái mẫu nhà mới hiện đại. Thì cái chuyện này là cũng chính quyền thành phố cũng không có cho phép, vì đây là những cái khu dân cư được gọi là heritage, đất mà người ta diện vô cái loại là cổ điển, cần phải lưu giữ. Các bạn thân mến, những cái khu dãy nhà như thế này thì thứ nhất là nó gần trung tâm thành phố. Các bạn thấy những cái nhà này gần trung tâm thành phố nhưng mà rất là cổ kính. Nhưng mà các bạn thấy không, khu nhà này từ 1,2 triệu cho đến 1,5 triệu mà mới có một cái căn như thế này nha các bạn nhé. Chứ là chúng ta nhìn ở ngoài đó có vẻ là cổ điển như vậy đấy, nhưng mà cái giá của căn nhà này cũng rất là cao chứ không có rẻ các bạn. Do đó khi mua nhà thì chúng ta phải hỏi luật sư của bên mình xem thử là trong cái việc mà sau này chúng ta muốn cải tạo xây dựng lại nhà mới thì có được hay không. Thì cái đó chúng ta phải hỏi trước, tùy theo cái khu vực đó các bạn nha. Chúng ta phải hỏi trước, bởi vì đây gọi là những cái khu nhà cổ ngày xưa. Nếu chúng ta sửa thì chúng ta vẫn giữ nguyên cái bản cái mẫu của căn nhà cũ này. Chúng ta không được xây theo ý chúng ta, theo cái mẫu mới được. Đây là một trong những cái nét văn hóa rất là đặc trưng của người Úc, mà khi chúng ta nhập cuộc thì cũng chúng ta phải nghiên cứu thêm những cái điều mà chúng ta cần biết, hiểu biết để chúng ta có một cái nhìn nó rõ ràng hơn các bạn ha.
Đây là những cái khu, phải nói là khu này rất là cổ điển rồi các bạn ạ. Dãy nhà này thì rất cổ điển, và khi chúng ta chỉ xây lại như cái mẫu cũ và không được xây lại theo cái mẫu mới mà ý của chúng ta muốn xây cái kiểu mới bây giờ. Dĩ nhiên có nhiều khu thì chúng ta cũng có được phép xây lại những cái nhà mới theo ý mình, với những cái khu vực mới người ta có thể làm điều đó các bạn nha. Đây là cái tổng thể một cái khu dân cư mà cổ điển mà Tri Liêm muốn giới thiệu cho các bạn. Thật ra thì chúng ta nhìn cái khu này á, thì nó thật ra chúng ta nhìn cái khu này á, thì nó cổ điển và nó cứ cũ kỹ, nhưng mà vì nó ở gần trung tâm thành phố, do đó cái giá nhà của những cái khu này á, thì cũng phải là triệu đô ra các bạn ha. Bởi vì nhiều lúc cái mắt mình á, thường nhìn những cái mới, nhìn những cái mới, nhưng mà cứ nghĩ rằng cái những cái cũ này thì nó chắc có lẽ là nó không có giá trị. Nhưng mà thật ra thì những cái dãy nhà như thế này thì các bạn mà nghĩ nhìn vô thì cũng phải có triệu đô, triệu đô các bạn nha, triệu đô đó. Lúc đầu mình mới qua Úc mình cũng thấy sao mà nó có nhiều cái nhà cái nhỏ mà nó thấp như thế này, thì mình có cái ấn tượng nó ban đầu nó chưa đúng đắn lắm. Nhưng dần dần về hiểu ra cái phong cách Úc, từng khu vực, từng địa hình, những cái nơi nào là cổ xưa, nơi nào mới, thì chúng ta sẽ thấy được cái ý nghĩa của từng khu vực của nó. Thường thường chúng ta cứ nghĩ là những cái khu mà nó cũ như thế này, nó cổ thì giá nó rẻ. Nhưng mà thật tình nó không có vả như vậy các bạn ơi. Cái cũ cổ nhưng mà nói chung là đó là gọi là cái nhà cái kiểu xưa, khi mà thập niên 85-84 người Úc đến đây định cư thì các bạn thấy nhà nào cũng có cái vườn hoa hồng rất là đẹp và dễ thương các bạn, hoa hồng á, hoa hồng, các bạn thấy những cái hoa hồng này rất là đẹp. Các bạn thấy đường phố Mai Bình thì cái đầu nắp văn đầu tiên là các bạn thấy cây xanh, luôn luôn là cây xanh rất là đẹp và mát. Các bạn thấy người ta để chiếc xe dưới những cái bóng mát hàng cây thì người ta rất là thích thú các bạn ơi. Người ta thích thú vô cùng. Hôm nay Tri Liêm muốn giới thiệu với các bạn cái khu phố gọi là dân cư, nhưng mà khu phố thuộc diện là khu phố cổ. Dĩ nhiên nhà trong này cũng trung bình 3 phòng ngủ các bạn, cũng đầy đủ phương tiện, nhưng mà nó rất là thuận lợi cho mặt di chuyển, giao thông đi lại, và mà gần trường, gần trung tâm thành phố thì giá nhà ở khu này phải nói là rất là đắt các bạn ạ, nó không có rẻ đâu. Nói chung mà tùy theo các căn nhà các bạn nhỉ. Bây giờ ở đây thì có căn từ 1 triệu trở lên không các bạn ha. Chúng ta nhìn thấy cổ kính như vậy á, nhưng mà cái căn nhà nào cũng là triệu đô. Nhưng mà khi những nhà đầu tư kinh doanh á, người ta mua những khu này á, thì người ta cho mướn. Các em du học sinh bây giờ cũng rất là thông minh, là thường thường mướn nguyên một căn nhà, ví dụ như một 2.000 đô la, thì các em chia ra bốn em ở một căn nhà. Thì mỗi em trả một tháng 500 đô. Thì một tháng 500 đô tiền ở, thì so với ở trung tâm thành phố thì các em ở một tháng cũng phải gần 1.500 đô. Thì rất là đắt hơn. Do đó nhiều em đã dùng cái phương pháp này. Hơn nữa là có nhiều cái phụ huynh cũng mua nhà cho con khi du học ở đây. Các bạn có nhiều cha mẹ phụ huynh cũng mua nhà ở đây, và đôi khi
nếu có em ở còn bậc trung học á thì ba mẹ được phép đi theo con để nuôi dưỡng, và như vậy thì vừa gần gũi con cái á, vừa quản lý cho con cái khi đi học xa, nhưng nuôi nấng con cái về mọi phương viện như là nấu nướng, ăn uống vân vân. Hello. Như vậy thì cũng rất tiện lợi, và bên cạnh đó thì còn dự phòng thì cũng nhường cho một số những em học sinh và sinh viên khác nếu có nhu cầu thì tới ở, và như vậy thì chia được cái số tiền á các bạn, chia được cái số tiền nhiều hơn, và chúng ta sẽ trả bỏ vào ngân hàng. Thì sau thời gian lâu các em đã học xong tốt nghiệp đại học á, thì các em được có thể là cái giá căn nhà đó cũng đã lên giá rồi các bạn ha, thành thử ra rất là thuận lợi cho những em nào và gia đình có cái điều kiện kinh tế thì rất là tốt đó các bạn. Các bạn cũng nhìn thấy rằng với cái thành phố Melbourne căn đối hài hòa, các bạn thấy hàng cây xanh rất là tuyệt vời và dễ thương trong một cái khu phố, khu dân cư cổ, khu dân cư cổ. Các bạn thấy những chiếc xe đậu dưới những cái tán cây rất là mát rượi như thế này thì rất là thích thú, và những người lái xe ra đây khi người ta bắt đầu lái xe thì đương nhiên là chiếc xe mình đã mát thì rất là tuyệt vời các bạn ạ. Là ở đây vì khu này thì khu dân cư sát thành phố, do đó cái tiêu chuẩn đậu xe ở đây là chỉ được 2 tiếng đồng hồ thôi các bạn, không có được đậu nhiều, đậu lâu. Nếu mà các bạn nào mà muốn đậu lâu thì sau 2 tiếng các bạn phải ra lái cái chiếc xe về di chuyển đến một cái vị trí khác để chúng ta được cái 2 giờ kế tiếp là 2 giờ nối lên theo ở vị trí khác các bạn nha. Một lần nữa Trí Linh muốn review cái khu này để cho các bạn biết rằng là những khu dân cư cổ ở sát thành phố thì nhà rất sang sát, và cái mẫu nhà nó tương ứng rất là cổ điển, rất cổ điển. Thành ra là chúng ta cũng nên biết cái đời thường ở Úc là như thế, và chúng ta cũng phải nhận ra một cái điều rằng những cái ngôi nhà cổ điển này nhưng mà cái giá nó không có cổ điển đâu nhé các bạn, cái giá nó là giá rất hiện đại. Từ 1 triệu, 1 triệu 2, 1 triệu 4, 1 triệu rưỡi một căn, dù rằng nó rất là như vậy đó. Các bạn thấy là trong những cái khu này, bất cận thấy đường phố người ta cũng quy hoạch rất là bài bản ha, rất rộng rãi, không có những cái hẻm cụt. Cũng như là các bạn thấy là đường phố người ta quy hoạch rất là bài bản, nó có nơi xe đậu, có nơi đỡ và kín rõ ràng. Các bạn thấy cái điều mà Trí Linh thích thú nhất là những hàng cây bóng mát đó các bạn. Các bạn đậu ở hàng cây bóng mát này rất là mát mẻ, và nhất là mùa hè thì rất tuyệt vời các bạn ơi, rất tuyệt vời. Nhưng mà mùa thu có điều nữa là mùa thu những cái lá cây vàng nó rải rơi xuống những đường phố đây thì là cái hình ảnh mùa thu, những con đường có lá cây thì càng là đẹp nữa các bạn, nhất là mùa thu. Khi đi đường mà các bạn thấy những cái lá vàng nó rơi xuống quanh đường và nó bay tung tung thì hình ảnh mùa thu có những hàng nhà những có hàng hàng cây này thì cũng rất là đẹp các bạn ạ. Các bạn thấy cái căn nhà này tới khoảng 1,2 triệu đô, và đó là nhà cổ không được sửa lại, nếu không được xây lại mới, nếu đập bỏ. Và thứ hai nữa là chúng ta nếu muốn xây á thì chúng ta chỉ sửa lại những cái vật liệu mới, nhưng mà cái kiểu thì hoàn toàn là đúng theo cái kiểu cũ, không được sửa hay là xây lại kiểu mới. Trước mắt các bạn thấy là khu dân cư nào cũng có cái công viên, công viên thì nơi đây là để cho các em ra chơi những buổi chiều hoặc cuối tuần hoặc là buổi sáng sớm tập thể dục vân vân.
Bên cạnh đó thì ở những khu cổ thì các bạn nếu các em nào mà thích nhà khu mới á, thì đây là những cái nhà cao tầng rất là rộng rãi. Và những căn hộ này á, thì trung bình 2 đến 3 phòng ngủ như Tri Liêm đã báo với các bạn trước đây là 600 ngàn đến 700 ngàn đô la Úc một cái căn hộ. Thì phương tiện đầy đủ. Vô đây thì cái khu vực security tức là có bảo vệ cẩn mật. Thường thường ở những căn hộ cao cấp này á, thì đa số là các bạn trẻ thích. Các bạn trẻ thì thích có cuộc sống độc lập và không phải chăm sóc gì nhiều về những cái nhà cửa, mặc vì không có thời giờ, vì các bạn trẻ là không có thời giờ. Do đó thì các bạn trẻ thích ở những khu này, khu dân cư này, ở trên nhà cao tầng. Ở đây thì các bạn thấy công viên này rất là nhiều đồ chơi cho trẻ em, nhiều đồ chơi cho trẻ em rất là đầy đủ, không thiếu cái món đồ chơi gì cho trẻ em. Phụ huynh thì đưa các con ra đây thì tập thể dục cũng rất là tốt. Ở đây cũng có cái bàn ghế ngồi nghỉ ngơi đó các bạn. Các bạn thấy thì bên cạnh những cái khu cổ như Chi Linh vừa giới thiệu thì bên cạnh này cũng có những cái khu cao tầng ở đây, cũng như là thiết kế rất là hiện đại và đầy đủ phương tiện nghi. Giữa hai cái cách sống hiện đại ở đây, cách sống hiện đại với những khu nhà cao tầng và như vậy. Và bên cạnh đó thì các bạn thấy là những cái khu cổ điển nó cũng nằm sát bên cạnh đây. Các bạn so sánh hai cái cách sống khác nhau, một cái cách sống rất là hài hòa thiên nhiên với môi trường cổ kính xưa và rất là thích hợp cho những người lớn tuổi. Và bên cạnh đây là những cái khu nhà cao cấp cao tầng rất hiện đại, đầy đủ phương tiện cho những cái bạn trẻ. Thì tùy theo nhu cầu và sở thích mỗi người thì các bạn chọn những cái cách gọi là cách sử dụng thế nào mà hợp lý và sở thích của mình. Khu này đó, nó gần cái đường ray xe lửa đó các bạn. Các bạn nghe tiếng động của xe lửa chạy ở dưới đường hầm đó. Các bạn thấy cũng tuyệt vời quá hả? Bên cạnh đây là một cái công viên dạ cho thiếu niên và rất hài hòa, một cái khu nhà cổ ở bên cạnh một cái dãy khu cao cấp đời sống hiện đại, cao cấp đời sống hiện đại giữa hai bên nối nhau. Đây là cái công viên rất là hài hòa và đẹp đó các bạn ạ. Lần nữa các bạn nhìn tổng thể của cái khu hiện đại mới ở bên cạnh một cái khu rất là hài hòa với thiên nhiên. Các bạn thấy người ta để xe dưới hàng cây bóng mát rất là tuyệt vời, phải nói là người Úc người ta rất là thích thú. Những hàng cây này là bóng mát quá các bạn ha, do đó khi người ta mỗi lần ra đá xe người ta rất là thích vì hàng cây này bóng mát quá nhiều, bóng mát rất tốt các bạn. Các bạn nhìn thấy cái căn nhà đối diện trước mắt chúng ta ở góc này á, thì đây là một trong những căn nhà cổ á bác, nhưng mà cái căn nhà thì trung bình phải một từ triệu hai đó các bạn, triệu hai đó các bạn ạ, rất là đắt, giá dù nó cổ nhưng mà căn nhà rất là đắt. Các bạn thân mến, đến bây giờ thì Tri Liêm xin thành thật cảm ơn các bạn đã theo dõi những video clip của Tri Liêm. Tri Liêm vừa giới thiệu với các bạn khu phố cổ, khu dân cư cổ điển của người Úc đang ở đây. Và khu dân cư cổ điển tức là những cái căn nhà rất cổ xưa. Và mình mới nhìn ra vô thì mình thấy rất là làm lạ, rất làm lạ. Nhưng mà thật ra thì
Những cái căn nhà này các bạn biết không, nó mang cái tính rất cổ điển. Chính quyền thành phố khi quy định khi mua những căn nhà này thì chúng ta không được đập bỏ và xây lại theo kiểu chúng ta kiểu mới, mà chúng ta chỉ có quyền được xin phép sửa lại những cái căn nhà này giống như cái kiểu mẫu cũ của cái khu phố này và không được thay mới. Đó là cái nguyên tắc của cái những cái khu phố cổ như thế này, thành khu dân cư cổ như thế này nha. Các bạn thân mến, thì đến bây giờ thì Tri Liêm xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và quan tâm video clip của Tri Liêm. Tri Liêm xin chúc các bạn được có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Và nhớ like, share và đăng ký kênh Tri Liêm. Một lần nữa, Tri Liêm xin chân thành cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt. Tri Liêm, Melbourne, Australia.